lễ cầu siêu hôm ấy đầu tiên về một cái tự nhiên thấy chồng con chuyển luôn, chuyển một cái coi như là chóng mặt luôn, không phải mổ phay nữa. Được có mấy ngày sau là bác sĩ cho xuất viện luôn, tỉnh luôn, không có gì hết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch cô, tên con là Nguyễn Thị Hương, pháp danh Diệu Nhân. Con đang ở tại khu phố 6, phường Phú Sơn, thị xã Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Con ở đạo tràng cách của Quang Trung. Chồng con là Phùng Văn Giáp. Năm 2016 thì đang khỏe mạnh bình thường, chỉ có đi ăn liên hoan có một ngày, hôm đấy là gần 14 tháng 10 năm 2016. Thì về đến chiều đấy thì cơn đau bụng. Thì đi khám ở bệnh viện thì người ta bảo là viêm tụy cấp, nên là đi ra ngoài, chạy ra ngoài Hà Nội luôn. Thì ra ngoài Hà Nội thì chữa xong rồi đỡ được cái gì, bệnh mai họ trả về Thanh Hóa bảo là đỡ rồi về tỉnh chữa. Nhưng mà nằm ở tỉnh không khỏi được, càng đau lên thì lại quay ra Hà Nội khám, thì người ta bảo là có một u nó như quả trứng ở trong bụng. Thế là người ta lại bảo là về đấy mà khi nào mà cái u đấy khi nào nó lớn thì họ mới mổ được. Về nhưng mà nó lại lớn nhanh lắm, càng nằm nó lại càng to lên thì lại đau, chồng con đau. Thế lại chạy ra đàn đi nằm, nằm 3 tháng thì cũng không được. Xong rồi lại con lại sang bệnh viện Việt Đức nằm, coi như là nói chung là nhà chồng con đi chữa 3 năm. Đến 2019, cái hôm ấy là mùng 5 Tết thì nhân viên thì là có cái chị, thì chị đến đi chơi thì chị mới bảo là bây giờ là mày không phải chữa cái gì hết, bây giờ mày tao đưa cho mày một cái quyển kinh dược sư cái này này, mày cứ thế mày tung, mày cứ tụng là cái này là chồng mày sẽ đỡ khỏi. Thì chị cứ đưa cho con như thế, thì con tụng thì có 5 ngày sau thôi thì là có cái chị đấy, chị gọi là bà dì họ này, bà mới mách, bà bảo này bây giờ mày đừng đưa chồng mày đi đâu nữa, mà bây giờ mày đưa 308 là có người sẽ ngoài đấy, anh em ở đấy thì người ta sẽ chữa bệnh cho mày, chồng mày khỏi. Thì con có đưa ra 108 thì là ra đúng là Phật pháp như màu, con tụng kinh quyển dược sư mới được có 5 ngày thôi. Thì là con ra đây một cái tự nhiên là bệnh viện 108 họ hứa rồi họ sẽ mổ mà họ sẽ chữa khỏi cái bệnh của anh ấy. Và là bây giờ họ khám là nó đang biến chứng ra là đang bị chuyển sang ung thư rồi. Vậy là xong mà anh ấy mổ thì cứ lên bàn mổ thì lại sốt, không mổ được, không mổ lại xuống. Đấy, xuống xong bắt đầu là đến lúc con đi về, xong là thì con điện cho cái chị đấy, chị bảo là bây giờ thôi được rồi mẹ ở ngoài đấy, được rồi để ở nhà tao đợi tung. Đêm hôm đấy bác sĩ chạy sang bảo là chị ơi anh đỡ rồi, đến mai lên bàn mổ. Thế là đợi đấy là mổ xong cái là về, nhưng mà xong lại xoắn ruột chứ cô, lại xoắn ruột 5 ngày không đi ngoài không làm sao được, mà cái bụng của anh trướng lên thế này. Lúc đấy là mổ xong rồi đấy à? Dạ vâng. Còn hôm đấy thì con đi về con phàn nàn với chị gái con ấy, chị ơi bây giờ không biết anh thế này nghĩ làm sao mà bảo có 50-50 thôi, bây giờ như nằm ở banh. Tức là đang mổ xong thì bị xoắn ruột, mà mổ xong mà bị xoắn ruột thì rất là nguy hiểm. Trên bác sĩ mới nói là 50-50 thôi. Vì mổ xong sau mổ, có những người không mổ được, có những người mổ rồi thì lại bị nặng sau khi mổ. Rất là nhiều nó biến chứng đấy. Thì chị gái con bây giờ là có con trai là xuất gia, đây là sư Quang Định ấy. Và bây giờ em muốn sang chùa Ba Vàng lắm. Tự nhiên sao mà em lại cứ thích chỗ chùa Ba Vàng thôi. Mà bây giờ em không biết là đi mà cách nào làm sao được. Con mới lấy cái số của chùa Quang Định ấy. Hiện ra thì ngay cái đợt mà bên báo lao động đi cô thì bảo bây giờ là cái này thì vang nữa gì ra đây. Chùa Quang Định hướng dẫn con là bây giờ là ra là lễ cầu siêu. Là cái hôm đấy là con nhớ là hôm 13 tháng 4 tháng 5 gì đấy là con ra. Con ra là hôm 4 là lễ cầu siêu đấy. Con lễ cầu siêu hôm ấy đầu tiên xong rồi đến về một cái tự nhiên thấy chồng con chuyển luôn, chuyển một cách coi như là chóng mặt luôn. Con cầu siêu xong con về thì con lại đi ra luôn bệnh viện luôn, con không về nhà, con lại bắt xe con lên Hà Nội luôn. Thì đêm hôm đấy bác sĩ bảo thôi để sáng mai là mổ, đây là con ai cũng bảo mổ để chữa cái bệnh bị xoắn ruột. Bây giờ cái đây phải mổ banh cô ạ, phải mổ phanh ra. Thì bây giờ là bác sĩ bảo là bây giờ chị rất bình tĩnh, gọi người nhà đi. Thì bây giờ cái bệnh của anh này một đồng mổ banh thì em chắc chắn là không thể qua khỏi. Thì bây giờ là bằng cách nào thì con nhờ bác sĩ một cách biện pháp tốt nhất. Thì bác sĩ cứu chồng chị với. Thì đến 12 giờ đêm bác sĩ mới bảo là thế thì chị mua cho em một cái ống thông đấy. Thì thông 3 lần rồi mà không được. Trong vòng 4 giờ sáng thì tự nhiên chồng con với lại không được bồn, chồng con bảo chứ đưa đi anh đi ngoài đấy. Thì bắt đầu là con vừa mới dắt ra đến cái cửa đấy, chưa đến cổng thì thấy nó xòa ra một cái
xòa cái nước ấy ra, dâng dựng cái trong bụng đấy. Thì bắt đầu tự nhiên chồng nó xẹp hẳn ấy. Đấy là xong bắt đầu là từ đấy thì đi là thấy là chuyển luôn. Mà là khỏi luôn. Khỏi, vừa một tháng sau. Xong là tức là khỏi luôn, không phải mổ phanh nữa. Không phải mổ phanh nữa. Mà là khỏi luôn thì xong là đến lúc mà được có mấy ngày sau là bác sĩ cho xuất hiện luôn. Tỉnh luôn, không có gì hết. Có mấy ngày sau là cho chuyển viện, thế là cho ra viện. Thế là được một tháng sau ra đến bác sĩ mà không nhận ra được anh mà. Anh lên cân. Xong là đến việc thứ hai, con trai nhà con là công an đấy. Xin việc cũng nghĩa là xin khắp đây khắp đó, nhưng mà cứ họ hứa xong cái là họ lại mất tiền đấy, mất hàng tỷ bạc, nhưng mà không được. Bắt đầu là con lại chuyển sang con tu, xin việc cho con đấy. Thì con tu xong là thấy con trai nhà con được chuyển. Bây giờ là con là công việc của cháu là ổn định rồi. Thì đấy là có nghĩa là công việc cứ hôm trước mà nó xin từ trong miền Nam ra Hà Nội thì con nó bảo khó khăn lắm, nhưng mà con bảo con ơi con cứ bạch cũng dường đi. Bạch cũng dừng đấy, được hai ngày sau đấy là ông ấy bảo lên điện gọi lên bảo chỉ được ở đây chuẩn bị đi ra Hà Nội đấy. Đấy, thế là chúng ta chỉ biết là cứ thì tu nó như thế thôi. Vâng, cứ bạch nghĩa là có công việc gì con cứ bạch cũng dường. Còn hai ngày sau cái là bệnh chuyển là cái gì cũng vậy. Xong ấy lúc mà con nhà con bây giờ là cái thằng con trai nó ổn rồi, thằng là ngoan ổn. Bây giờ lại đến cái thằng thứ ba, nhà con bé này nó học nó không ra một cái gì hết. Bây giờ lại con lại tu để cho đến cái thằng bé này đang học, thì bây giờ là nó học lại được học sinh giỏi. Thì cũng thường ngồi dưỡng cái thì hôm nay cháu nó đi thi tỉnh, đi được một môn rồi là được thi tỉnh, thì coi như là ở trên trường họ có báo về nếu như mà cháu mà được đi thi tỉnh như này là được điểm, là về sau là điểm xếp vào công an là không phải thi nữa, là tự là họ trường họ lấy vào thôi. Mà con thấy là quá nhiều mầu ấy. Vâng. Chuyển lắm ấy. Đó là chuyển nghiệp. Đấy, vâng, các quý đạo hữu thấy không? Đúng là con tu là chuyển nghiệp nhá. Bây giờ thôi cũng tùy hỷ các đạo hữu nhé. Và chúc các đạo hữu tinh tấn tu hành và có được nhiều sự hạnh phúc nhé. Nhiều hạnh phúc. Chúng ta làm sao phải có nhiều hạnh phúc nhé.